Xin chào mọi người. Mọi người nghe mình nói có rõ không ạ? Chào khán giả Định An này. Mọi người nghe mình nói, nếu mà không rõ thì cứ bình luận nhé, để Minh Châu sẽ điều chỉnh ạ. Xin chào khán giả Bùi Văn Khoa, khán giả Thu A Yun, tên hơi khó đọc. Và ngày hôm nay thì không biết là ngày mai thời tiết ba miền ra sao này, không rõ lắm ạ. Chờ xuống dưới này đi. Đã rõ hơn chưa ạ? Hà Nội ngày mai thì sao em? Hôm nay mưa ướt hết. Quảng Ninh thế nào? Ok mọi người, là một lát thôi. Thì các thông tin thời tiết cập nhật nhất sẽ có sau một ít phút nữa. Mọi người nghe Minh Châu nó có rõ chưa ạ? Xin chào khán giả Lương Hân nhé. Rồi, bây giờ mọi người vào cũng được đông đông rồi. Thế thì Minh Châu sẽ bắt đầu với những thông tin thời tiết đáng chú ý nhất ở cả ba miền. Và sau đấy là những thông tin cụ thể về các tỉnh thành. Thì quý vị, nếu mà chúng ta có muốn biết về tỉnh thành nào thì mọi người cứ bình luận nhé, để Minh Châu trả lời cho mọi người. Vâng, một khán giả ban nãy vừa bình luận đó là Hà Nội ngày mai có mưa không? Hôm nay mưa ướt hết rồi. Thì ngày mai nhiều khu vực trên cả nước thì mưa sẽ giảm quý vị nhé. Thế nhưng mà ở Tây Nguyên và Nam Bộ sẽ là nơi mà có mưa nhiều nhất. Tuy nhiên lượng mưa phổ biến sẽ là từ 20 cho đến 40mm. Và sẽ có những nơi mà mưa to trên 70mm. Đó là thông tin cần chú ý. Còn đối với khu vực Bắc Bộ, ngày mai thì tình trạng mưa nắng thất thường sẽ chấm dứt. Thay vào đó sẽ là nắng nhiều và nóng lên. Đặc biệt như là tại Lào Cai này, Hà Giang hay là Cao Bằng thì còn chạm mức nắng nóng 35-36 độ quý vị nhé. Vâng, còn đối với Tây Nguyên và Nam Bộ thì mưa sẽ tập trung chủ yếu là vào buổi chiều này. Nhưng mà quý vị cũng cần đề phòng với nguy cơ về dông lốc sấm sét có thể kèm theo trong mưa. Đó là về Bắc Bộ rồi này, Tây Nguyên, Nam Bộ đúng không? Còn không biết là khu vực Trung Bộ ngày mai như thế nào. Khu vực Trung Bộ ngày mai thì đối với cái phần từ Thanh Hóa trở vào đến Huế thì trời sẽ lúc nắng lúc mưa. Nhiệt độ cao nhất sẽ là 32-33 độ. Còn đối với từ Đà Nẵng trở vào đến Phan Thiết thì mưa sẽ muộn về chiều tối và nhiệt độ nhỉnh hơn một xíu là 32 cho đến 34 độ quý vị nhé. Đó, vừa rồi là thông tin thời tiết đáng chú ý của ba miền này. Bây giờ quý vị chúng ta thắc mắc thông tin thời tiết của tỉnh thành nào thì mọi người có thể bình luận và Minh Châu sẽ giải đáp thắc mắc cho mọi người. Ok, trước tiên với thủ đô Hà Nội ngày mai thế nào? Vì khu vực miền Bắc ngày mai chủ đạo sẽ là tạnh ráo. Cái thời tiết mà nắng mưa đang xen như thế này thì nó sẽ chấm dứt rồi, không còn nữa. Ngày mai thì sẽ là nắng và mây đang xen quý vị nhé. Ở thủ đô Hà Nội ngày mai nhiệt độ cao nhất là 26 cho đến 34 độ này. 26 đến 34 độ nhá. Bắc Giang bên cạnh Hà Nội đúng không? Bắc Giang, Bắc Ninh thì cũng trạng thái thời tiết như thế luôn. Ở chủ đạo trong ngày sẽ vẫn là tạnh ráo. Đêm và sáng sớm thì sẽ có lúc có mưa rào và dông, nhưng mà trong ngày thì vẫn là tạnh ráo quý vị nhé. Ở Bắc Giang nhiệt độ cao nhất là 27 cho đến 34 độ này. Còn Bắc Ninh cũng là 27 đến 34 luôn.
tương tự như ở Bắc Giang. Hải Phòng. Hải Phòng đúng không? Hải Phòng cũng như thế nhá. Đêm và sáng sớm sẽ có lúc có mưa rào và dông. Ở khu vực phía nam tỉnh Sơn La này, Hòa Bình này, khu vực đồng bằng và ven biển của Bắc Bộ thì vẫn còn mưa trong đêm nay và sáng sớm mai thôi, nhưng mà sẽ là mưa rào và có thể kèm theo dông. Nhiệt độ ở Hải Phòng là từ 26 đến 31 độ bạn nhé. 26 đến 31 ạ. Ok, Thanh Hóa này. Có khán giả hỏi về Thanh Hóa. Thanh Hóa. Đâu rồi ta? Thanh Hóa thì sẽ có lúc có mưa rào và dông. Trong ngày thì ở Thanh Hóa sẽ là nắng và mưa đan xen nhé. Nhiệt độ cao nhất ngày sẽ là 32 độ, thấp nhất sẽ là 26 độ. Nắng mưa đan xen. Lạng Sơn, Hà Giang. Hà Giang ngày mai không có mưa đâu ạ. Hà Giang ngày mai có khi còn nắng nóng rồi cơ. Nhiệt độ cao nhất ngày có thể là 35 độ đấy. Ở Lạng Sơn. Lạng Sơn. Lạng Sơn thì chỉ có mưa trong đêm nay và sáng sớm ngày mai thôi. Mưa rào và dông nhé. Trong ngày thì vẫn là tạnh ráo và có nắng. Nhiệt độ cao nhất ngày sẽ là 20, 24 đến... Nhiệt độ trong ngày sẽ là từ 24 đến 34 độ. Với mức nhiệt cao nhất ngày 34 độ vào giữa trưa và đầu giờ chiều thì quý vị khán giả chúng ta sẽ cảm thấy hơi oi nóng. Do là trước đó có mưa nên là độ ẩm trong không khí vẫn đang cao nhé. Và cộng với nhiệt độ lên mức 34 độ nữa thì quý vị sẽ cảm thấy khá oi vào buổi trưa và đầu giờ chiều. Tiếp tục nào. Ninh Bình ngày mai có mưa không? Ninh Bình thì mưa chỉ có đêm nay và sáng sớm mai thôi, là mưa rào và dông. Nam Định, Quảng Ninh. Quảng Ninh này, Nam Định đúng không? Nam Định thì cũng như thế này. Nam Định mưa sẽ là vào đêm nay và sáng sớm ngày mai. Nhiệt độ ở Nam Định là 26 đến 33 độ. Ở Quảng Ninh thì Quảng Ninh cũng như thế nhá. Đêm và sáng sẽ có lúc có mưa rào và dông. Còn trong ngày thì trời chủ đạo là tạnh ráo và có nắng. Nhiệt độ cao nhất ở Quảng Ninh ngày mai sẽ là 32 độ quý vị nhé. Rất là thuận lợi cho các hoạt động vui chơi. Ví dụ như là ở Hạ Long này, đi ra vịnh ngắm, đi ra vịnh tham quan vịnh Hạ Long, hay là trải nghiệm các hoạt động vui chơi trên trên vịnh thì ngày mai thời tiết khá là ủng hộ. Khánh Hòa có mưa không? Một khán giả hỏi về Khánh Hòa. Khánh Hòa thì ngày mai sẽ có mưa dông, nhưng mà mưa sẽ là chủ yếu vào chiều muộn thôi. Còn buổi sáng vẫn sẽ có nắng quý vị nhé. Ở Khánh Hòa nhiệt độ ngày mai sẽ là từ 25 cho đến 33 độ. Quý vị khán giả có vẻ là hỏi nhiều về các địa điểm du lịch biển. Tại vì vào mùa hè thì các bãi biển sẽ là điểm sự lựa chọn lý tưởng của quý vị đúng không ạ? Chúng ta mùa hè nắng nóng như thế này thì được ra biển đi tắm biển này, lặn biển hay là ngắm san hô, hay là các hoạt động vui chơi trên biển và không khí ở những cái vùng ven biển ấy thì nó cũng dễ chịu, có gió biển thổi mát. Ngày mai thì ở Khánh Hòa mưa sẽ là chủ yếu vào chiều tối thôi nhé, ban ngày vẫn có nắng. Đây là quý vị nếu mà chúng ta đi chơi ấy, thì nên ưu tiên đi vào ban ngày, còn chiều tối thì có thể đi các khu vui chơi trong nhà chẳng hạn. Đắk Nông ngày mai có mưa không? Ở Đắk Nông thì đêm không mưa nhá, nhưng mà chiều tối ngày mai sẽ có lúc có mưa rào và dông, ban ngày là trời nắng gián đoạn quý vị nhá. Nhiệt độ ở Đắk Nông sẽ là từ 21 cho đến 27 độ này. Cần Thơ, Phú Thọ, Nghệ An, ok. Cần Thơ trước nhá. Ở Cần Thơ thì ngày mai Cần Thơ ngày mai sẽ có thể là có mưa nhé, nhưng mà mưa cũng không quá to đâu ạ.
Còn ban ngày thì trời vẫn sẽ có nắng đấy. Ở Phú Thọ, Phú Thọ thì cũng là có mưa trong đêm nay và sáng sớm ngày mai, còn ban ngày sẽ chủ đạo là tạnh ráo và có nắng. Nhiệt độ cao nhất ở Phú Thọ sẽ là 26 cho đến 34 độ nhé. Nghệ An đúng không ạ? Nghệ An thì có lúc có mưa rào và dông, ở trong ngày sẽ là mưa nắng đan xen. Nhiệt độ cao nhất ở Nghệ An là từ 27 cho đến 33 độ. Còn ở vùng biển Cửa Lò thì nhiệt độ thấp hơn một chút, 26 đến 32 độ nhé. Tối nay Tây Nguyên có mưa không? Ở khu vực Tây Nguyên tối ngày hôm nay vẫn có mưa đấy ạ. Và sẽ có những điểm mưa to với lượng từ 20 cho đến 50 mm nhé. Khu vực Mộc Châu Sơn La. Mộc Châu thì đêm và sáng sớm sẽ có lúc có mưa rào và dông, nhiệt độ là 21 cho đến 26 độ. Còn Sơn La sẽ là đêm không mưa, ngày có nắng. Sơn La ngày mai tạnh ráo nhé, đêm không mưa, ngày có nắng. Khu vực có mưa chỉ là ở phía nam của tỉnh Sơn La mà thôi. Còn các khu vực khác thì ở phía bắc hay là ở khu vực trung, khu vực ở giữa tỉnh Sơn La thì sẽ là đêm không mưa, ngày có nắng. 24, 21, 31 độ. 24 đến 31 độ. Quảng Bình, Đà Nẵng. Đà Nẵng. Hòa Bình. Hòa Bình thì vẫn có mưa trong đêm nay và sáng sớm mai nhé. Ở Quảng Bình thì mưa nắng đan xen trong ngày này. Đà Nẵng thì sẽ mưa muộn về chiều tối. Nhìn chung là ngày mai mưa đã giảm rồi. Ở khu vực Bắc Bộ ngày mai thì mưa sẽ tạnh hẳn, nhường chỗ cho nắng nhé. Còn khu vực ở Trung Bộ thì mưa sẽ tập trung chủ yếu là vào buổi chiều này. Còn khu vực phía Bắc miền Trung ấy thì mưa nắng đan xen. Còn miền Nam và Trung Bộ, không phải Tây Nguyên và khu vực Nam Bộ thì sẽ cũng có mưa, nhưng mà mưa tập trung vào chiều tối luôn. Nhưng mà khu vực đấy sẽ là nơi mà có mưa to hơn. Hải Dương, Thái Nguyên, Ninh Bình. Thái Nguyên thì đêm và sáng sớm có lúc có mưa rào và dông này, nhiệt độ cao nhất ngày ở Thái Nguyên sẽ là 34 độ nhé. Ở Ninh Bình thì cũng có mưa vào đêm nay và sáng sớm ngày mai. Có mưa là mưa rào và sẽ có dông. Nhiệt độ cao nhất ở Ninh Bình sẽ là 32 độ vào ngày mai. Còn ở đâu nữa ấy nhỉ? Lạng Sơn, Hải Dương. Hải Dương vừa nói đúng không ta? Hải Dương thì đêm và sáng sớm có lúc có mưa rào và dông này. Lạng Sơn là đêm và sáng sớm cũng có lúc có mưa rào và dông luôn. Hà Tĩnh, Bắc Giang mình trả lời ban đầu rồi đấy. Bắc Giang thì mưa đêm nay và sáng sớm ngày mai nhé. Ở Hà Tĩnh thì mưa nắng đan xen trong ngày. Lào Cai ngày mai có thể chạm ngưỡng nắng nóng 36 độ đấy. 35, 36 độ. Bảo Lộc, Lâm Đồng. Bảo Lộc, Lâm Đồng. Bảo Lộc, Lâm Đồng. Ở Bảo Lộc, Lâm Đồng thì đêm không mưa này, ban ngày có nắng gián đoạn. Chiều tối mai thì sẽ có lúc có mưa rào và dông. Nhiệt độ là từ 21 đến 25 độ. Đây là một mức nhiệt khá lý tưởng để du khách đến thăm Bảo Lộc này, ở đồi chè. Ở bên cạnh đó thì có các hoạt động ở, tại vì ở vùng Tây Nguyên thì không khí đặc biệt là ở Đà Lạt này, Bảo Lộc thì không khí thường sẽ mát hơn, và mùa hè thì phần lớn du khách sẽ lựa chọn đến những nơi như thế phải không ạ? Nếu mà quý vị có các kế hoạch đi chơi thì có thể đi vào buổi sáng này, bởi vì chiều tối mai thì sẽ có lúc có mưa rào và dông, nhưng mà sau đó đến ban đêm thì lại hết mưa. Quảng Trị, Vĩnh Phúc. Vĩnh Phúc. Ở Vĩnh Phúc
Vĩnh Phúc thì đêm và sáng sớm có lúc có mưa rào và dông luôn. Nhiệt độ Vĩnh Phúc sẽ từ 26 cho đến 34 độ nhé. Còn Tam Đảo vì là ở trên cao, lợi thế địa hình nên là mát mẻ hơn, 22 cho đến 26 độ. Bắc Giang thì mình trả lời rồi đấy, ngày mai sợ ban ngày thì không có mưa đâu, mưa chỉ là đêm nay và sáng sớm ngày mai mà thôi. Ở Thái Bình. Thái Bình đâu ta? Thái Bình thì cũng như thế, mưa đêm nay và sáng sớm mai, mưa rào và dông, còn trong ngày vẫn là tạnh ráo. Mình cho thấy là đa số quý vị khán giả hỏi về các tỉnh thành mà mình cho đều đã trả lời hết rồi phải không ạ? Hà Nội này, Nam Định này hết rồi. Đây, tóm lại thì ngày mai ở khu vực Bắc Bộ ấy, Bắc Bộ thì chỉ còn có mưa trong đêm nay và sáng sớm mai thôi, mưa rào và dông vài nơi. Còn ngày mai chủ đạo sẽ là tạnh ráo và có nắng. Nhiệt độ vào giữa trưa và đầu giờ chiều sẽ 32 đến 34 độ, với mức nhiệt này cộng với độ ẩm sau những ngày mà trời mưa hơi cao thì quý vị sẽ cảm thấy hơi oi nóng. Còn các tỉnh thành ở vùng núi Bắc Bộ như là Hà Giang, Lào Cai hay Cao Bằng thì ngày mai còn chạm mức nắng nóng 35-36 độ nữa. Ngày mai thì mưa sẽ xuất hiện ở khu vực Trung Bộ, Tây Nguyên và Nam Bộ. Ở Trung Bộ thì Bắc miền Trung, từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế thì mưa nắng đang xen trong ngày, nhiệt độ là 32 đến 33 độ. Còn từ Đà Nẵng trở vào đến Phan Thiết thì sẽ là mưa dông muộn về chiều tối, ban ngày trời vẫn có nắng, nhiệt độ là 32 cho đến 34 độ. Ngày mai mà khu vực có mưa nhiều nhất sẽ là Tây Nguyên và Nam Bộ. Lượng mưa phổ biến là 20 cho đến 40 mm, và cục bộ sẽ có nơi mưa to trên 70 mm. Quý vị chúng ta cần phải đề phòng với các hiện tượng thời tiết nguy hiểm như là dông lốc, sấm sét này, gió giật mạnh kèm theo trong mưa dông. Thời tiết biển ở khu vực Phú Quốc, như quý vị có thể thấy là những ngày vừa rồi thì vùng biển ở Cà Mau, Kiên Giang, trong đó có quần đảo Phú Quốc thì huyện đảo Phú Quốc thì đã có thời tiết xấu khiến cho hơn 41.000 du khách phải kẹt lại. Thì ngày mai thời tiết ở đây đã gió đã giảm xuống còn cấp 4, cấp 5, thế nhưng mà vẫn còn đề phòng với mưa dông. Còn các vùng biển khác thì nhìn chung thời tiết không quá xấu. Ở vùng biển từ Bình Thuận đến Cà Mau thì ngày mai gió mạnh cấp 5, cấp 6, giật cấp 7, cấp 8, biển động. Thế nhưng mà ở vùng biển huyện đảo Hoàng Sa thì ngày mai gió ổn định ở mức cấp 5 và trời thì chỉ có mưa vài nơi mà thôi. Đấy, vừa rồi thì Minh Châu cũng đã tóm tắt lại tình hình thời tiết ba miền đất nước ra đến vùng biển cho quý vị khán giả. Quý vị khán giả nếu mà chúng ta vào muộn thì mọi người có thể tua lại ở các phần đầu của bản tin livestream, hoặc là vừa rồi khi mà Minh Châu vừa tóm tắt thông tin thời tiết để mọi người nắm bắt tình hình thời tiết ngày mai nhiều hơn để chủ động trong các lịch trình này hoạt động của mình. Và phần lớn các thành phố thì Minh Châu cũng đã trả lời trong bản tin livestream rồi. Còn bây giờ thì xin chào quý vị và hẹn gặp lại sau những bản tin livestream tiếp theo. Xin chào mọi người.